Hello, xin chào mọi người đến channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm là tủ sấy đối lưu tự nhiên gọi là của Boeco của Ba Lan. Với mã model là SLN115STD, được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Và tủ sấy SLN115STD thuộc loại sấy đối lưu tự nhiên, được sử dụng đa số ở các phòng thí nghiệm, phòng kiểm nghiệm y tế, dược, công nghiệp. Tủ sấy đối lưu tự nhiên SLN115 được ứng dụng để sấy khô các dụng cụ trong phòng thí nghiệm, phân tích chịu nhiệt của các thành phần vật liệu xây dựng, điện tử, điện kỹ thuật, nghiên cứu lưu hóa về di truyền nông nghiệp, làm khô mô thực vật, quá trình chuyển hóa của thuốc làm khô giấy, vỏ bằng thép, sơn tĩnh điện chống ăn mòn, mã hóa học và môi trường mở đều ẩm, dễ chùi, vệ sinh thiết bị không bị gãy xét, thiết bị luôn được như mới, điều khiển bằng bộ vi xử lý với màn hình hiển thị thời gian và nhiệt độ, bằng phím điều khiển thân thiện với người sử dụng, được sản xuất theo tiêu chuẩn của quốc tế với thể tích là 112 lít, thang nhiệt độ môi trường từ 5 đến 300 độ C, sự dao động nhiệt từ 70 độ C, 0,4 độ C đến cộng 3 độ C, đạt 150 độ C, 0,6 độ C, 0,5 độ C, sẽ biến độ nhiệt ở tại 70 độ C là 0,6 đến 0,5, tại 150 độ là 0,9 đến 0,8 độ C, điều khiển bằng vi xử lý kỹ thuật số, chức năng điều khiển bằng thời gian chạy 1 phút 99.99 giờ, chức năng bảo vệ quá nhiệt theo tiêu chuẩn DNI 12880, màn hình hiển thị LED chuẩn kết nối RS232 với bằng thép không rỉ tiêu chuẩn DIN14301, bên ngoài là bằng thép phủ sơn chống chịu điện. Số khay có thể lắp cho tủ là 7 khay, chỉ kèm theo 2 khay. Trọng lượng tối đa mỗi khay là 40 kg, với nguồn điện 230V 50Hz. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với hotline 0938 222 991 hoặc 0936 60 577, hoặc các bạn liên hệ qua website maydothikiem.com.vn hoặc khangkien.com.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video kế tiếp.